Bữa nay là coi như là cháu đoạn tôi khoái ông nội nè nghe. Có món quà đặc biệt tặng cháu nội nè. Hạnh ơi. Dạ. Xuống đây ông nội cho con ăn cái này độc đáo luôn nè. Xuống đây. Gì vậy ông nội? Xuống đây, ông nội cho con coi nè. Ta nói bữa nay trời nóng nực, đúng không? Nóng nực cái ông nội tặng cho con ha. Cây kem. Ê, đặng. Rồi, con ăn đi nghe. Dạ, ăn kem con cảm ơn ông nội. Ừ, dễ thương không? Cây kem đó, ngon lắm đó con. Đó ừ, rồi. Dạ. Kem hả con? Dạ. Trời ơi. Ồ, bà nội trả lại cho con đang ăn ngon lành mà. Ngon lành cái gì mà ngon lành? Ai vậy hả? Người nào mà khôn quá vậy, người nào mà thông minh quá vậy mà dám cho con ăn cây kem này? Khôn thông minh tức là ngu đó. Người nào vậy? Dạ ông nội. Rồi tôi nè, tôi trời nóng đực thì tôi mua cái kem tôi cho, tôi thưởng cháu tôi, mấy đại cháu tôi học giỏi, nên tôi thưởng cái kem cho cháu tôi có gì đâu mà không cho ăn. Ủa ông mấy thứ tóc lên đầu rồi. Ông già hai thứ tóc lên đầu rồi. Ông nghĩ sao ông cho cháu mình ăn kem vậy hả? Bây giờ được mà ăn do kem nó có gì đâu. Trời ơi, phải bảo vệ sức khỏe cho cháu của mình chứ. Sao? Bà sợ nó viêm họng hả? Ủa tôi đâu có sợ, mà nó đã đang bị viêm họng. Mấy bữa nay là nó bị khan tiếng, nó bị đau họng rồi. Ông nghĩ làm sao mà ông cho nó ăn kem? Nè, bà nói con biết hay chưa? Kem á là lạnh, lạnh lại làm trong cái cổ họng của con bị lạnh nè. Đó, rồi con bị đau họng, rồi con lại tiếp tục đau họng và tiếp tục nặng nề hơn nếu mà có ăn kem hay là cổ nước lạnh, hiểu chưa? Thôi bà ơi, ba cái viêm họng nó đâu có ảnh hưởng tới cái ăn kem đâu. Bà không coi trên tivi hả? Trên tivi tao nói đó, ăn kem đâu có ảnh hưởng gì tới viêm họng đâu. Cái đó là ông nói nha. Còn đây là có cái bằng chứng nè. Bằng chứng là ai? Là tôi nè. Đó, bình thường giọng tôi đâu phải vậy. Bình thường giọng tôi giống như là chim hót đó nha. Béo bon. Mà tại sao bây giờ là tôi như là nước dịch đục vậy? Nam thấy giọng tôi khàn khàn không? Là do là tôi đang bị đau họng. Hả? Rồi tôi uống nước lạnh. Hả? Tôi uống nước lạnh cho tôi nên mới bị đau họng tiếp tục như vậy nè. Tôi chưa có khỏi. Thì bây giờ cháu của mình nè, đó, mấy bữa nay là nó đang bị viêm họng. Mà giờ ông cho nó ăn kem vô, kem nó còn hơn nước lạnh nữa, thì làm sao mà con nhỏ khỏi bệnh được? Ông phải biết giữ sức khỏe con cháu của mình. Ông có biết khoa học là gì không hả? Khoa học là biết giữ sức khỏe và biết cách nào để phòng bệnh và trị bệnh cho con cho cháu. Mệt ghê, đã tôi khan tiếng rồi. Bà nội ơi, con hết viêm họng rồi. Hả? Bà nội á là đang bị bệnh nên là giọng mới khàn, còn con á là giọng trong rồi nè, là hết khàn rồi. Sao mà biết được? Nè, bà nội coi đi. Con á, cái viêm họng á là ở bên trong. Ở bên trong con hả họng ra là bà nội chỉ thấy cái răng của con thôi nha. Là con mà ăn tiếp tục mà con ăn nè, là ở trong cái họng con nó còn có cái mầm. Mầm giống như là cái gì? Giống như là cái hột đậu xanh vậy đó. Hột đậu xanh cái con ngâm. Con ngâm rồi cái xong cái ngày hôm sau thì thấy nó ra cái cọng giá. Đó, trên cái cọng giá nó vẫn còn cái mầm có cái đậu xanh ở trên đó. Tức là bây giờ là con đã hết bệnh rồi, nhưng mà con còn cái hột đậu, con còn cái hột ở trong đó là con là cái mầm. Mà cái mầm đó mà bây giờ con bỏ cái nước lạnh hay bỏ đá lạnh vô, bỏ kem lạnh vô thì tiếp tục nó nở ra giống như cái giá, hiểu không? Bà, không hiểu rồi, không hiểu rồi. Bà nói tôi còn nhũng não để ủng hộ cho cháu nội tôi. Trời ơi, bố ai cũng có mầm bệnh trong cơ thể hả? Rồi, ăn uống cái gì? Ăn cái gì uống cái gì? Hả? Nói chung, cứ nghe lời tôi. Nghe, tôi là một con người luôn luôn lúc nào cũng có kinh nghiệm. Nói chung là tôi không cho cháu tôi ăn kem. Không cho ăn đúng không? Không. Còn cứ ăn. Ai cho con ăn? Bà nội không cho con ăn. Con cứ ăn. Bà nội không cho con ăn. Con cứ ăn. Con không được ăn. Con ăn. Không được ăn. Con nói con ăn. Thôi, con ăn. Thôi. Ông bà nội đừng có cãi nhau nữa, con không ăn nữa đâu. Ừ, vậy đi, không cho ta. Tụi con không chờ bà ăn. Con đi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Bực tội. Viêm họng. Hít thở. Nè, uống từ từ thôi. Ừ. Uống cho cố sát. Rồi lúc đó nuốt rồi không được, ho sằng sặc rồi bệnh rồi quạng nữa. Ai mà giành giật ông đâu mà làm cái ghê vậy? Được, phải uống chứ. Thì đã nói rồi, không ai giành giật ông á, uống từ từ.
mà đi đâu mà sáng sớm mà mới mở mắt dậy là thấy mất tiêu rồi, rồi về tới nhà uống hai ba ly nước kìa. Tập thể dục thôi, một cây nhảy nhảy kìa. Tập thể dục, chạy bộ. Tập thể dục, chạy bộ, vận động. Tôi nói thiệt ông nha, tôi ngạc nhiên về ông quá. Sao? Hồi còn trai trẻ đó, biểu ông tập thể dục, ông nói thôi là biết. Rồi bây giờ hả, già hai thứ tóc trên đầu rồi. Bày đặt sáng sớm đi tập thể dục, đi chạy bộ. Thì tập cho nó khỏe, vận động cho nó khỏe. Sống lâu, trăm tuổi, sống với bà, nuôi bà. Trời ơi, trời ơi, dạo này sao kỳ quá vậy? Tự nhiên rồi về nhà rồi cái tối khuya rồi không ngủ, rồi uống nước cho nhiều, rồi cái đi về vệ sinh hoài, con đi riết mà tôi không ngủ nổi luôn á. Là sao vậy? Tôi dậy tôi đi tiểu, tôi đi vệ sinh thì tôi sẽ vô tôi ngủ lại thôi. Đằng này á hả, tôi ra nhà vệ sinh tôi vô, tôi nhìn lên giường tôi không thấy ông hết. Tôi nhìn ngay cái góc tường, tôi thấy ông ngồi thu luôn. Đóng nè, ông dòm tôi, ông dòm tôi chầm chầm, làm tôi hết hồn. Tôi hết hồn cái tôi không ngủ được. Vậy không phải tại ông chứ tại ai? Bà làm tôi giật mình. Trời ơi, bây giờ sao xanh chân ngủ mà còn ngái nữa chứ. Trời ngái sao tôi chịu nổi, thì tôi phải để xuống kia tôi ngủ. Đó. Ủa ông mắc cười quá, cái ngái là cái chuyện của trời mà. Kêu tôi ngái cái bộ là chắc tôi muốn, tôi khoái ngái là mà đàn bà mà nằm ngái. Hò ra cái nghĩa lý gì nữa. Nhưng mà đâu phải là tại tôi muốn ngái đâu. Ông đừng có đổ thừa, tôi nói thiệt. Ông á, lỗi là tại ông đó. Tại bà. Ông đừng có viện lý do là tại ông đó. Tôi nói tại bà. Là tại ông. Tại bà. Tại ông. Tại bà. Tôi nói tại bà. Gì con? Dạ con thưa ông bà nội, con đi học. Con. Mai thời con vô kịp đó. Con thấy không? Ông nội đó xỉ vô mặt bà nội, là ăn hiếp bà nội đó. Nội hơi quá đáng. Bà nội quá con. Nha. Cháu nội tôi mà nó không xuất hiện là bà nuốt tôi thì có nha. Trời ơi. Hồi nãy giờ bà nuốt tôi không mà tôi có nói tiếng nào đâu. Này là đó con nghe chưa? Đây nè, bà nội nè, nghe chưa? Bà nội là vợ của ông nội nè ha. Bà nội là người sống đàng hoàng nè, mà ông nội là giống như là bà nội là cái thứ mà động vật kìa, ăn tươi nuốt sống. Ủa, ý là bây giờ ông nói là tôi là không phải là con người, tôi là con cọp, con mèo, con thú dữ gì đó hả? Hồi nãy giờ ông nội có nói cái gì mà bà nội là thú dữ không? Bà nội, ông nội chỉ nói là mà nãy giờ con thấy bà nội nói không mà ông nội có nói tiếng nào? Ông nội nói thiệt cái này gì không nội không hề nói tiếng nào. Chỉ có bà nội nói không mà không nội nói. Hồi nãy giờ con thấy ông nội có nói tiếng nào? Không hề nói tiếng nào đúng không? Ông có cho ai nói không? Hả? Con nói đi con. Thôi, bà nội ngoan, bà nội đừng có giận nữa nha. Ông nội cũng vậy luôn. Trời, thì ông nội lúc nào cũng ngoan mà con. Nói rồi. Nhìn cái mặt ông bực bội quá. Kể từ tối hôm nay nè, uống riêng đi. Cái gì? Đó con nghe chưa? Con nghe bà nội nói chưa? Đó tự nhiên bây giờ sanh chứng thì bây giờ ngủ riêng. Đó bây giờ con thấy không? Đó lỗi là bà nội, phải lỗi ông nội đâu. Con thấy rõ ràng chưa? Thấy chưa? Thôi. Ông bà nội đừng có cãi nhau nữa. Con sắp tới giờ con đi học rồi. Với lại á, ba với mẹ con á, bởi vì có chuyện gì á là hay gặp chuyên gia Võ Công Thông Thái để nói lắm. Có gì ông bà nội thử xem. Đúng rồi. Con bé nhắc con chắc ông nội mới nhớ. Được rồi, ông sẽ nhờ Võ Công ông đây giải quyết cái chuyện này. Thôi, bây giờ con đi học nha. Thưa ông bà nội con đi học. Nè. Bà đứng lại. Gì vậy? Bà ngồi xuống. Bà qua đây ngồi đi. Bà qua đây ngồi, tôi với bà hỏi Quả Cầu Thông Thái giải thích nè. Ngồi chứ không quề à. Sao? Vợ con vậy đó khổ lắm. Vâng, xin chào các bạn. Tôi đang lắng nghe câu hỏi của các bạn đấy ạ. Dạ, xin kính chào Quả Cầu Thông Thái. Dạ, thưa Quả Cầu Thông Thái, hôm nay gia đình tôi nó có chuyện nó hơi khó nói quá là vậy. Tự nhiên dạo này vợ tôi không biết mắc chứng bệnh gì, rồi cái khó khăn cứ gây gỗ với chồng hoài, coi như là nói thẳng là kiếm chuyện với chồng hoài đó. Xin Quả Cầu Thông Thái giải thích cho tôi biết hiện tượng lạ của bà vợ tôi. Xin cảm ơn bạn. Bạn là người đàn ông rất là lý tưởng, quan tâm tới những cái điều rất là nhỏ trong cái đời sống gia đình, và đặc biệt là sự thay đổi biến chuyển của vợ mình. Không phải người nam giới nào cũng chú ý tới điều này đâu ạ. Và có lẽ cái sự quan tâm của bạn là không biết tại sao gần đây cho vợ mình lại có những cái thay đổi như vậy. Thì trước hết là chúng ta đang bước vào cái độ tuổi trung niên và chuẩn bị cho cái tuổi cao niên, cho nên nó sẽ có rất là nhiều cái thay đổi. Và cái thay đổi đầu tiên đó là về mặt sức khỏe. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem coi là vợ bạn có đang có những cái khó khăn gì về sức khỏe không. Vì cái lứa tuổi này đối với phụ nữ đã sanh đẻ rồi thì về tuổi trung niên sẽ có rất là nhiều những cái biểu hiện đau nhức xương khớp, mỏi chỗ nọ, đau chỗ kia. Thành ra tất cả những cái điều này mình phải loại trừ xem cái vấn đề sức khỏe thể chất có vấn đề gì không. Nếu sức khỏe thể chất của vợ bạn không có vấn đề gì thì chúng ta lại phải xem xét xem yếu tố tài chính,
trong gia đình có gì phải lo lắng buồn phiền không? Các thành viên trong gia đình có làm gì cho vợ bạn phải suy nghĩ không? Phải lo lắng không? Và cái quan trọng nữa là chính bạn cũng có làm cái điều gì để cho cô ấy không yên tâm không? Bởi vì trong cuộc sống, mà nhất là một gia đình nữa, thì chúng ta luôn luôn có những cái gọi là luôn luôn mình muốn tìm hiểu và muốn quản lý chặt chẽ cái người bạn đời của mình. Vậy thì nhiều khi chúng ta đã biết gì về vợ mình? Vài cái điều tôi gợi ý như vậy nhưng mà chưa chắc đã đầy đủ đâu. Chẳng hạn như là đôi khi đó có những cái chuyện nó xem nó có vẻ là ngoài gia đình nhưng nó lại tác động tới cái tính tình của vợ mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới vợ bạn như vậy, và tôi chỉ đề nghị bạn là kiên nhẫn theo dõi thêm một chút nữa. Bởi vì nếu như cái thay đổi mà khó khăn đó, nó hợp lý thì chúng ta phải thừa nhận thôi. Ví dụ như là cho ăn kem, mà ăn ít thì không sao, nhưng nếu mà mình cưng mà mình cho ăn nhiều quá thì rõ ràng cũng không được, đúng không ạ? Tức là lo cho sức khỏe của cháu thôi. Hay là một vài cái biểu hiện khác thì chúng ta xem coi. Nói chung á, dân gian có một câu nói rất hay: nói phải củ cải cũng nghe. Vậy nếu như mình nói phải thì vợ phải nghe, và ngược lại mình nói phải thì vợ phải nghe. Cho nên đi tìm cái nguyên nhân là bây giờ mình phải làm sao cho vợ mình đừng có cái bực bội, khó chịu, gắt gỏng như vậy. Thì trước hết mình phải tìm ra nguyên nhân. Bệnh nào thì thuốc đó. Cho nên ta tìm ra nguyên nhân trong số những cái tôi gợi ý, hy vọng rằng là bạn sẽ tìm ra được, đúng không ạ? Dạ, cho tôi hỏi trường hợp của tôi vậy thì tôi phải làm cách nào ạ? Thực ra thì rất là cảm ơn hai bạn. Chồng thì thắc mắc không biết tại sao mà bây giờ vợ mình lại hay có cái buồn bực. Thế thì vợ lại cũng rất là văn minh tiên tiến là bây giờ mình làm sao bây giờ? Tôi cũng đâu có muốn tôi như vậy. Mà tôi cũng chả thích thay đổi theo chiều hướng tích cực, đáng yêu thì tôi muốn. Nhưng mà bây giờ thay đổi theo cái chiều hướng nó cứ đi xuống như vậy thì nó mệt mỏi lắm. Ngay bản thân mình cũng chẳng có tốt gì. Bởi vì nếu như chúng ta cứ suốt ngày cắt cổng bực bội thì điều đầu tiên là mình sa sút về mặt tinh thần, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi là bây giờ mình làm gì bây giờ. Cho nên bạn hỏi câu này tôi rất thấy là bạn là một cái người quan tâm tới đời sống tinh thần khá rõ. Vậy cho nên là trước hết bạn hãy kiểm tra lại xem về sức khỏe thể chất của mình có vấn đề gì không. Người mình đó, mình là cái người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Mình có vấn đề gì về cơ thể không, về thể chất không? Thứ hai là có lo toan gì vấn đề tài chính mà cứ ôm một mình mà không có chia sẻ đó, thì cái này mệt lắm. Và cái thứ ba là chúng ta đang bước vào cái độ tuổi tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, thì nó sẽ có những cái thay đổi về mặt thể chất, và cái quan trọng nhất về mặt tinh thần. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Đôi khi cơn bốc hỏa, đôi khi có những cái cơn mà đổ mồ hôi như là suối vậy đó. Thành ra những cái lúc đó thì không ai biết cả, chỉ có một mình biết thôi. Có thể mình nói với chồng, có thể nói với các con, kể cả con dâu cũng vậy. Chính khi mình chia sẻ những cái điều khó khăn ở cái tuổi này đó sẽ giúp cho các con của mình, dâu của mình hiểu được là sau này mình cần phải làm gì. Và người ta hay nói rằng là cái việc mà vợ chồng bước vào cái độ tuổi xế chiều á thì hay xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái lục đục. Nhưng hãy nhớ rằng khi đã sống với nhau đến cái tuổi xế chiều có nghĩa là đường hôn nhân của mình đã sâu đậm lắm rồi. Vấn đề còn lại đó là gì ạ? Là chúng ta chịu khó tìm hiểu nhau, như các bạn đang đặt ra những vấn đề để chúng ta hiểu nhau hơn để chúng ta yêu nhau hơn. Giận đó, buồn đó, nhưng người ta vẫn kết lại bằng câu giận thì giận mà thương thì thương. Đó là câu chúc cho gia đình bạn. Dạ 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 cảm ơn ạ. Dạ dạ xin cảm ơn. Dạ, dạ xin chào chuyên gia. Đó, thấy chưa? Chuyên gia người ta giải thích cho nó, thấy không? Đó. Thôi tôi biết rồi. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè. Sao? Hai vợ chồng mình á, ừ, nhịn đi, mỗi người nhịn một bước đi ha. Ừ. Rồi hoặc là mình coi như là không có chuyện gì á, chuyện bình thường xảy ra với vợ chồng mình thôi, thì chắc chắn thế nào gia đình mình cũng yên ổn, đúng không? Đương nhiên là vậy. Gia đình mình có gì đó. Bởi vậy ha, bây giờ nè, ông cứ yên tâm đi nha. Ông cứ để cho tôi ra tay đi. Tôi sẽ bày binh bố trận ha. Tôi sẽ làm phong thủy như thế nào để gia đình của mình được bình yên. Chứ cái đà này ha, gia đình của mình rồi đây sẽ tán gia bại sản, ly tán gia đình mỗi người một nơi đó.